Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn, là cái thiết bị ampli tích hợp karaoke liền micro của hãng Boston có ký hiệu BA400 là một trong những sản phẩm mà Khang Audio xin giới thiệu với các bạn ở đây, với rất nhiều các cái giá trị mới, khắc phục được những cái điểm yếu của các cái hệ thống âm thanh karaoke mà các bạn đã từng mua của những năm trước. Như các bạn biết là ở những năm trước đây, các bạn mua một bộ karaoke thì nó phức tạp lắm. Nó gồm có một cái, nếu mà nó là một cái âm ly tích hợp thì việc điều chỉnh của các bạn lại điều chỉnh bằng cơ, bằng tay. Cho nên là nhiều người bạn chơi chưa có kinh nghiệm ấy, mua nó về nhưng nó là một cái bi kịch vì không biết chỉnh thế nào cho nó hay cả. Sau này thì PAL người ta để riêng, equalizer người ta để riêng, rồi lọc xì để riêng, rồi micro cũng để riêng. Thì lại có một vấn đề là nó quá nhiều các thiết bị để kê đặt, cũng như là để liên kết lắp ghép nó vào với nhau, rồi mix với nhau làm sao cho nó hay, cũng là một câu chuyện mà các bạn gặp phải. Rồi chi phí để mua một cái bộ đấy nó quá nhiều tiền. Sau này thì người ta đã tích hợp được cái vang số vào trong cái hệ thống ampli, thì các bạn cũng lại gặp cái khó khăn là điều chỉnh nó lại phải liên kết với các cái phần mềm, cũng như là phải điều chỉnh một cách hết sức khéo léo để nó làm sao đấy cho mình cái tiếng nó hay. Nhiều các bạn có kinh nghiệm chơi karaoke thì việc điều chỉnh với những cái vang số rồi điều chỉnh những cái thiết bị tích hợp nó không là vấn đề. Nhưng nhiều bạn chơi chưa có kinh nghiệm mà lại muốn có cái sự thuận tiện mà nó sẵn có ngay ấy, thì để điều chỉnh được đúng với cái nhu cầu của mình, đúng với phòng nghe nhạc của mình, có cái chất lượng cao nhất, rồi tìm cái mic cho phù hợp, thì đấy là những cái vấn đề mà trong chơi karaoke các bạn thường gặp phải. Cái ampli tích hợp micro, rồi tích hợp cả equalizer cũng như là vang số ở trong một thiết bị của hãng Boston BA400 mà chúng tôi giới thiệu ở đây, nó là một trong những cái sản phẩm khắc phục được hết tất cả các yếu tố của các bạn mà giá nó chỉ có 13.400.000. Đây là một trong những cái đầu Boston BA400 với kiểu dáng rất hiện đại và nó rất là nhỏ gọn, công suất 400W một kênh cho điều kiện là chơi với loa 8 ohm. Và trong cái thiết bị này, hãng Boston họ đã tích hợp được tất cả các yếu tố, từ công suất, từ equalizer, từ vang, rồi vang số, và đặc biệt là họ còn tích hợp vào đấy cả hai chiếc micro. Nó không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ dừng lại ở một cái câu chuyện đơn giản là thiết bị phần cứng là như vậy, mà họ đã tích hợp vào trong này một những các cái chế độ để các bạn có thể hát được hay. Thông thường thì nhà máy người ta để ở đây một cái chế độ tiêu chuẩn để các bạn có thể tự điều chỉnh. Tuy nhiên, để điều chỉnh equalizer cho nhạc hay đã là khó khăn rồi. Rồi điều chỉnh đến echo, rồi điều chỉnh đến reverse của micro, sau đó rồi làm thế nào để mix hai cái thiết bị vào với nhau cho nó chất lượng cao nhất và hát nó thoát âm và nó vang, nó sáng, nó mượt mà, thì các bạn phải dành khá nhiều công. Để khắc phục được cái tình trạng này thì Khang Audio có, sau khi mua cái thiết bị Boston Acoustic BA400 về, chúng tôi có test trải nghiệm và chúng tôi setup lại cái hệ thống, các cái chương trình để cho các bạn có thể hát được chất lượng cao nhất. Thì chúng tôi set thành 4 module, 4 mode. Mode thứ nhất là các bạn, để dành cho các bạn hát chuyên nghiệp. Những bạn nào mà có khả năng hát, có kỹ thuật hát hay thì các bạn chọn mode 1. Thì ở cái mode 1 này nó sẽ giúp cho các bạn khoe được cái kỹ thuật luyện thanh của các bạn, khoe được cái năng lực hát của các bạn. Trường hợp 2, bạn không phải là dân chuyên nghiệp thì bạn gọi là dân bán chuyên, cũng biết hát và cũng có đam mê nhưng không phải là người chuyên nghiệp, thì chúng tôi đã chọn và set up ở đây một cái các cái tiêu chuẩn kỹ thuật để phù hợp với cái nhu cầu của các bạn là dân amateur, dân bán chuyên, để làm sao giúp cho các bạn nâng được cái giọng hát lên, rồi để mix được giữa lời hát với micro, với thiết bị và khuếch đại ra loa chất lượng rất là cao. Và đặc biệt là chúng tôi đã set up trong cái phạm vi không gian từ khoảng độ 20m đến 40m, đặt ở trong các gia đình với cái không gian khoảng độ đến 40m là chơi chất lượng rất là cao. Cái mode thứ ba chúng tôi điều chỉnh để đáp ứng được cho những bạn không chuyên.
bạn gọi là dân chỉ có thích đam mê thôi, nhưng mà cũng không có biết cách hát, rồi là có thể là chỉ hát được một số bài quen thôi. Thì chúng tôi đã điều chỉnh equalizer nhạc kết hợp với echo, với reverb để làm sao đó nâng tối đa cái điều kiện hát cho các bạn lên, để khi các bạn hát các bạn cảm thấy không mệt mỏi và cái bộ âm thanh nó quá thân thiện với các bạn. Và cuối cùng trong cái bộ BA400 mà chúng tôi setup ở đây, đó chính là setup ở cái chế độ gọi là dùng trong hội nghị, hội họp, hoặc là để giảng bài, hoặc là ở trên giảng đường nói, hoặc là ở ví dụ các bạn trong gia đình có một cái tiệc cưới chẳng hạn, thế mời bác đại diện nhà trai hay nhà gái phát biểu, thì với cái hệ thống này chỉ cần ấn chế độ số 4 là các bác ấy nói với giọng đúng như là chúng mình đang nói chuyện với nhau, không có oang oang, không có ồm ồm, không có bị nhại tiếng, không có tiếng vọng vân vân, và nó rất là thật. Sau đây thì chúng tôi chia sẻ với các bạn là cái BA400 acoustic BA400 này họ làm quá thuận tiện luôn. Có một cái điều khiển này, và cái điều khiển chân này là có mode 1, mode 2, mode 3, và các bạn chọn mode 4 thì các bạn sẽ chọn trực tiếp ở trên màn hình với màn hình cảm ứng. Ngoài ra thì họ cũng có cho mình những cái phím chức năng như là to mic, nhỏ mic, hoặc là to tiếng hát, nhỏ tiếng hát, và rồi là tăng giảm các cái chức năng này, vân vân. Nó đều là những cái phím tắt để giúp cho các bạn điều khiển khá tốt. Đây, tôi lấy ví dụ, tôi đang có cái mode 4 đây các bạn này. Để tôi nói bằng cái giọng nói này, 1, 2, 3. Đấy, thưa các bạn, hiện nay tôi đang nói ở trên cái chức năng số 04 mà chúng tôi set up. Để các bạn nghe cái giọng của tôi với sau khi qua cái ampli này ra cái loa, nó rất là thật và nó phù hợp với cái không gian. Ví dụ như là mình nói chuyện ở trong hội nghị này, hoặc là mình giảng bài này, hoặc là như tôi nói đấy, để mời nhà trai phát biểu vân vân, thì nó rất là rõ. Ví dụ bây giờ lấy cái chức năng mode 1 này, mode 1 thì chúng tôi ấn vào đây là xong này. Đó, đấy, bây giờ các bạn đã nghe thấy chúng tôi đã điều chỉnh được chưa? Cái giọng này thì nó bắt đầu có cái độ vang, độ sáng tiếng, và nó có hơi một chút gọi là hỗ trợ cái lời nói của mình một chút, nhưng độ vang nó ít. Thì cái mode 1 này chính là các bạn để dùng cho những cái người mà hát chuyên nghiệp. Thì các bạn hát chuyên nghiệp khi mà hát vào cái hệ thống này sẽ kết hợp được cái hệ thống nhạc với lời hát, và người hát khoe được cái kỹ thuật hát của mình, khoe được cái khả năng luyện thanh của mình. Bây giờ tôi lại sang đến cái mode 2. Mode 2 thì bây giờ là tôi sẽ ấn cái mode 2 cho các bạn xem này. Đây, mode 2, đấy, thì các bạn nghe thấy khác chưa? Thế thì bắt đầu có cái tiếng vang vang nhẹ nhẹ, có cái tiếng vang vang nhẹ nhẹ, rồi cái lời hát của tôi, lời nói chuyện của tôi có cái tiếng nó vọng, đấy, nó có tiếng vọng, tiếng vang, nó hỗ trợ cho những cái người mà hát karaoke bán chuyên, cái khả năng luyện thanh của họ chưa cao, thì họ cần phải hỗ trợ bởi cái mic, cũng như là cái chế độ mà chúng tôi điều chỉnh này. Thì bạn nào mà ở cái chế độ bán chuyên, biết hát, thích hát, rồi có kỹ thuật thanh nhưng mà chưa phải là chuyên nghiệp, thì hát ở cái chế độ 2 này rất là ok. Còn cuối cùng thì chúng tôi để một cái chế độ thứ 3. Thứ 3, ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái giọng của tôi nó lại to hơn lên một tí. Cái giọng nó to hơn lên một tí và nó có cái độ vang. Đấy, thì nó vang vang, nó... Và đặc biệt ở trong cái chế độ 3 này, chúng tôi không chỉ có điều chỉnh cái micro như vậy, mà chúng tôi còn điều chỉnh ở cái chế độ auto, echo, reverse, rồi equalizer, để làm sao đấy những cái người không chuyên nghiệp hát nó cũng rất là hay. Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn cái đầu âm thanh kết hợp công suất và hát karaoke kết hợp với mic của hãng Boston Acoustic BA400 này, với cái ý nghĩa là để các bạn thấy rằng là nó sẽ giúp cho các bạn chơi rất là thuận tiện, và chi phí của nó chỉ có 13.400.000. Khang Audio sẽ hẹn gặp lại các bạn tại video sau để test thử chiếc đầu Boston BA400 để các bạn thấy cái giá trị nổi trội của nó khi mà hát karaoke các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn. Bạn nào mà có nhu cầu mua cái đầu BA400 thì ở chỗ Khang Audio cũng đang có bán với 13.400.000, và chọn được một cái đôi loa nào để hay phối ghép với nó mà hay nhất, mà cái giá trị nó lại hợp lý nhất, thì chúng tôi có một cái đôi loa B30
khi kết hợp với bộ này thì nó chỉ có 38.400.000 mà thôi. Đã gồm dây, thiết bị vân vân để kết nối với nhau rất là tiện. Chúng tôi sẵn sàng bán hàng và giao hàng toàn quốc cho các bạn. Khang Audio hẹn gặp bạn các bạn vào cái video sau để test cái hệ thống BA400 kết hợp với loa B30 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.